Than 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 không hát, không hát, không hát. Biết mấy giờ chưa? Biết 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 mấy giờ chưa? Ờ, đi ra hả? Thôi để con nằm xuống gối ngủ tiếp đi. Đưa em cho. Đưa em. Biết mấy giờ chưa? Ba ơi đưa cho em. Gái đứa gì ta ngủ tới từ tật rồi chưa vậy? À mày đi ra hả? Thôi mày đi ra đây con ngủ nha. Ok. Gái đứa ngủ tới từ tật rồi chưa vậy? Thế mẹ hôn cái đi rồi mày đi nè. Mẹ hôn cái nha, mẹ hôn mẹ miếng nha. Cho mẹ hôn mẹ miếng. Ôi trời ơi, em thương mẹ lắm, nó mẹ cho hôn miếng rồi đâu. Ôi trà ơi, trời thương mà. Em hôn mẹ miếng đi. Lấy bà ra hôn mẹ miếng cho mày đi nè. Để lên. Lấy bà ra hôn mẹ miếng chứ là để là giờ rồi. Mày đi công việc đó, để lên. Đi công việc là mấy tiếng đồng hồ sao mày về mới về lận đó. Hôn mẹ miếng, đưa mẹ hôn miếng này, đưa mặt hôn này. Rồi thôi con ngủ ngoan nha. Ok, lấy cái gối nằm ngủ, cái gối thấp thấp xuống đó. Mệt ba quá. Baby, let's just sleep. He doesn't want to sleep. Ok, giờ con thích hay ngủ? Là sao? Vậy đi chơi đi, hôm nay là một ngày rất là đẹp luôn đó. Hôm nay là sẽ 70+ độ đó. Ừ hả? Vậy thôi nằm. Nằm mò lỗ tai chút đi, nửa tiếng đồng hồ sao vậy? Tối qua tối qua ngủ ngon không? Chú, chốn rồi. Để mày kể chuyện ghê ghê cho nghe. Nghe chuyện ghê ghê không? Hồi nãy á, lúc mà chay ngủ á, cái mẹ dậy á, cái mẹ thấy con ghê ghê. Cái mẹ hỏi ghê ghê đi đâu đó. Cái xong mượn ghê ghê nó nói, nó đi vòng vòng nó chơi. Ê khoan khoan, mày coi con mắt này coi chay. Mày mở mắt này mày coi coi chay. À không mở mắt ra nữa chốn mà. Đó tối là nó ngủ vậy đó cô chú, nó ngủ mà chắc cái con ngà chắc nó lọt ở dưới đôi giường luôn á. Ôi, đây mày ra mày chuẩn bị mày đi công việc chưa ha, không có nằm được hết giờ hết ngày rồi. Ngon muốn ăn phải không? Dạ, món thịt ngon quá. Dạ, món thịt ngon quá. Em bị chảy máu. Con bị chảy máu ở đâu? Em bị chảy máu đây. Cho cô chú coi coi bị chảy máu đâu. Hồi nào, con bị hồi nào? Bị hồi nào? Con bị chảy máu đó đó hả? Mà con bị hồi nào? Nói cho cô chú nghe con bị hồi nào. Đó, dẫu vậy đâu tóc bù xù đó. Ăn đó, ăn... ăn gì đó. À đó, mời cô chú vô. Mời cô chú vô. Sprinkle. Sprinkle is just for Jay. Ôi ơi, gối đầu à. Ông nội ơi. Ông tóc rồi chay. Lúc kìa da he chạy đi. Morning hair. Oh, I'm gonna have this one. Okay. Ready? Put some water on the top out there. Let it sit in our sun. It'll be warm. It's gonna be warm. And then have a... You want to try this donut? Yeah, what's this? Okay, take a bite. No, like this. Like this. Mmm. Let me go. Này nè, có cái miệng nè, có miệng nè. Thấy không?
Ăn xong rồi cái đi ra đánh răng rửa mặt, đợi ba thay đồ mới rồi cột tóc chải đầu cho con nha. Chạy đi. After eating the donut, then go wash your hand, wash your face, go change your clothes. Daddy gonna tie your hair up, and we ready for the new day. Beautiful day outside. No, I'm donut. Yeah, con ăn gì? Con ăn donut đi rồi con ba ấy cho con. Eat, eat. JD, can you say sprinkle? JD, say sprinkles. Em bé đầu buồn tóc rối là có thiệt luôn á. Are you gonna play? Yeah. Okay. No smile. Oh, okay. Play it. Or are you gonna sing it? Itsy bitsy spider went out of the water spout, down. White and black, zebra's colors are white and black. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty. Come on and sing along! The zebra went over the mount. No. The zebra went over the mount. What about this one? No, this. Ba ba black. Ba ba black. Did you ever see a zebra? The zebra played the piano all night. Oh, the tail? The zebra. His foot. Press the key when you see it light up. Ready? Begin. Hit the key. Hit the key that lights up. You don't want to play? It's a game. You got to try to hit the key when it lights up. Oh no! Hit this one. See, it's lit up. Oh, now hit this. Now hit this one. Now hit this one. This one. I don't know what that is. Did you ever see a zebra? A zebra. Did you ever see a zebra? Go this way, that, go this way. Oh wow, you got hail, cone hail on your head. Did you ever see a zebra? Go this high five. Way,
High five. High five. High five. Come on and sing. Pew. Thank you. And try singing on your own. Sing on your own. Come on and sing along. Bitsy spider, a go water up. Down came the rain and washed the cider. Hooray! Come on and sing along! Won't you sing, sing, sing? Trời ơi, chay được mặc cái áo này vô đẹp quá! Okay. Mặc áo vô. Baby, baby, can you turn this way? Yeah. Rồi, đó. Wow, baby, you just bought it? No, we've had this. Ủa? From last, like last summer. Ủa, nó couldn't nghe fit in it, remember? Mùa nào vậy trời? That's why it's so, that's why it's still like dirty because we had it for mùa nào time. Vậy? Mùa hồi năm ngoái tới giờ mà sao không nhớ mùa nào vậy trời? Okay, ready? Năm ngoái nhỏ mà không vừa, năm nay mặc vừa. Ủa mùa nào ta? Không nhớ luôn á. Trời, có ai có ba đời mặc váy mặc đầm mà phải đeo vậy không? Biết sao không? Phải đeo vô. Đó, đẹp không? Đẹp quá, anh kia ngồi, quá anh kia ngồi. Quanh kia ngồi mình. Có đó rồi. Được, được, lên ngồi đi con. Ngồi mẹ làm chi? Ngồi giữa mẹ làm chi? Không, không, ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên. Con bị mắc kẹt rồi hả? Nó nói là con bị mắc kẹt rồi. Ngồi thẳng, ngồi thẳng, ngồi thẳng, ngồi thẳng. Thẳng chân xuống, thẳng chân xuống. Đúng rồi. Ngồi giữ cái bánh kia đi, để mày đẩy cho ra. Đó, giờ nó cái di chuyển nó không nổi luôn rồi. Nè. Con cảm ơn mẹ. Thế đã đi. Kêu nó qua bên kia, nó ngồi để tôi quay nó mà nó còn không chịu nữa. Bị careful, mẹ ngồi đây đâu có bị gì đâu, không bị careful. Nó nghe nè, lên ghế này ngồi ơi. Lên ghế này ngồi cho khỏe ơi. Lên ghế ngồi cho khỏe, lên đây nè. Hả? Mẹ. Muốn ngồi mẹ hả? Okay. Mẹ đang ngồi đó, mẹ quay con mà sao con ngồi mẹ. Ờ, ngồi đó đi. Nè, hồi sáng giờ con có nhớ mẹ không? Sao có mũi cứ chảy hoài vậy hả? Sao? Ngồi đàng hoàng, ngồi xếp bằng lại, đúng rồi. Nhìn mẹ coi, sao cái mũi cứ chảy hoài vậy? Hả? Cho mẹ dịch cho, không té đâu. Trời ơi, cái áo màu sắc dữ ha. Ai mua con áo á? Ủa, cái này hình như phải gỡ ra chứ. Cái để đây làm chi? Từ 14 cho tới 23kg nè, là cái áo khoác này nè. Ba làm. Ba làm con hả? Ai mua? Trời ơi, màu sắc chưa kem cũng 3 màu. Còn áo phao thì 4, 5 màu. Còn cái áo Snow màu White blue. 7, 8, 9 màu. Màu blue, màu white, màu red. Màu blue, màu white, màu red. Ooh, wow. Wow. Chuyển động dữ rồi ta. Con ngồi con dựa vô đi, cho khỏe. Ngồi dựa vô, đưa chân thẳng ra. Đó, ngồi dựa vô vậy đó. Khỏe ru. Con nói đi chay, khỏe ru. Cắn luôn. Ờ, con cắn luôn hả? Mẹ cũng cắn, cắn ice cream. Ờ, con cắn ice cream. À. Thôi, sướng đời chưa? Ngày được ăn 2-3 cây ice cream. Mùa hè là được ăn 2-3 cây ice cream. Mùa mốt mùa đông là không được ăn cây nào nghe chưa? Chỉ có mùa hè mới được ăn thôi đó. Ăn riết rồi mua, mẹ cho viêm họng á. Hả? Viêm họng. Ờ, mà
sao cái mũi này chảy hoài vậy? Mũi chảy là con phải chùi mũi nghe không? Cười cái coi. Cheese, say cheese. Chạy đi, can you say cheese? No. Tại sao? Tại sao? Dĩu à, dĩu kem hết rồi kìa. Ăn lẹ vô liếm màu red đó. Đúng rồi, liếm màu red, đúng rồi. Chị. Ui trời trời trời. Wow. Thuyền nhấp nhô, con nó đi thuyền nhấp nhô. Trời ơi, cắn ice cream luôn, dữ người ta. Baby, how many ice cream has she had? Ồ, cái cây này cây đầu tiên hả? Cây này cái kem đầu tiên rồi được. Ừ, cái kem đầu tiên từ sáng giờ được. Ờ, con cầm á. Ngồi ăn đi, ngồi đó đi, mày ngồi ở trên đây. Hả? Sao? Ngồi ăn giống như bại trận không? Ờ. Nước boat. Boat tiếng Việt là gì ạ? Hả? Tiếng boat tiếng Việt là gì? Nói mẹ nghe coi, boat tiếng Việt là gì? Là gì chay? Boat. What is boat in Vietnamese? Chạy đi. Boat tiếng Việt là gì? Nói lớn lên. Son. Trời ơi, trời coi cô chú coi chay nè. Wow, nhìn mẹ cười cái coi, nhìn mẹ cười cái coi. Chạy đi. Wow, đẹp gái quá ta. Where are you zombie? Where are you zombie? Đó. Đem kiến vô. Tạo dáng tạo kiểu coi, tạo nét coi. Làm gì nè chay. Zombie hả? Tại sao con thích zombie? Ba làm zombie á hả? Mà zombie sợ quá. Mẹ sợ zombie mà tại sao con thích zombie? Zombie đâu? Con này lạ ghê, cái gì mà ghê rợn là nó thích à? Hả? Ờ mẹ nghe nó hỏi you hear that? Yeah, I hear it. Scary. Be careful, sweetheart. Ngồi xuống đàng hoàng con. Ngồi xuống đàng hoàng. Ngồi hai chân xuống. Đừng có chồm. Con muốn nhảy xuống tắm không? Không xuống. Không muốn nhảy xuống tắm thì ngồi đàng hoàng. If you're gonna lean over, you gotta have this on, okay? Oh no, you ngồi đàng hoàng, lại lên, ngồi đàng hoàng, ba không mặc. You can't lean over, okay, honey? Rồi, không muốn mặc vô thì ngồi đàng hoàng. Lại xuống, ngồi xuống đàng hoàng cho mẹ. Okay. Okay. Turn on the zombie music. Do you want the zombie music? The zombie music. Yeah. Gì? Yeah. Yeah, I hear that. Yeah. I got you. I got you. She was really scared too. Did you scare JD? What noise? What's that noise? Nó hỏi cái tiếng động gì đó. Zombie. Zombie, mommy. Zombie? Oh, it's zombie. Yeah, I don't know why she likes scary stuff. I know why.
Why? Because she's Scorpio and she was born in November. Oh, so she likes Halloween? She's born so close just, to Halloween. Just like Julia. Exactly the same. Oh.